Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một thông tin rất là mới luôn các bạn. Ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian sắp đến đối với các doanh nghiệp và các khách hàng gặp khó khăn đó. Đó là ngày hôm nay Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành thông tư cho phép ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn. Cụ thể ở đây là thông tư số 02 các bạn này, đây thông tư số 02. Thời gian triển khai thông tư này bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 là ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản nợ vay cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trong việc xem xét đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Như vậy là sau khi có rất nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, bàn thảo cũng rất là nhiều. Cuối cùng ngành ngân hàng đã tiến đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Cùng với các chính sách đã và đang triển khai á, thì việc Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, cho doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục vay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới để phục vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cũng đỡ đau đầu trong một thời gian cũng tương đối. Bớt áp lực trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ giúp doanh nghiệp có thời gian và từng bước hồi phục. Như vậy là doanh nghiệp bất động sản có hưởng lợi gì hay là không? Và bất động sản sẽ đi về đâu khi thông tư 02 này được ban hành? Theo thông tư 02, đối tượng áp dụng là khách hàng của các tổ chức tín dụng, tổ chức cá nhân. Nói chung là các tổ chức cá nhân mà có vay nợ thì được xem xét hết. Như vậy là các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cũng thuộc đối tượng. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện thì nó còn có một số điều kiện rao riêng nữa. Và nó còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của ngân hàng nữa. Đây các bạn này. Trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và đồng thời đáp ứng một số quy định sau đây nữa. Đó, có hàng loạt quy định sau đây nữa. Đối tượng thì đối tượng chung, nhưng mà không phải doanh nghiệp nào, người dân nào hay là khách hàng nào cũng được. Mà chúng ta hiểu là như vậy. Cái này ngân hàng xem xét nữa. Còn Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư là mang tính chất gọi là hành lang pháp lý, có cơ sở để cho các ngân hàng phía dưới này người ta thực hiện. Còn lâu nay muốn thực hiện nhưng mà thực hiện không có được, còn bây giờ là có cơ sở pháp lý để cho người ta làm. Tóm lại đây là những thông tin rất tốt, hỗ trợ rất là nhiều cho doanh nghiệp, người đi vay đang gặp khó khăn. Còn việc triển khai nhanh hay là chậm, tính hiệu quả, mức độ lan tỏa như thế nào thì chúng ta cần có thời gian để trả lời. Các doanh nghiệp bất động sản sẽ là những người được hưởng lợi, vì dư nợ cho vay bất động sản rất là lớn. Việc này theo mình đánh giá là lợi cả đôi đường cho doanh nghiệp và cho ngân hàng. Tại vì có anh bất động sản anh chết thì có anh ngân hàng cũng bầm dập, chứ ảnh cũng không có đứng vững được đâu. Tài sản cầm cố ngân hàng của các doanh nghiệp bất động sản chủ yếu là bất động sản. Đó. Rồi có anh bất động sản được giữ nguyên nhóm nợ thì ngân hàng chưa chuyển ảnh thành nợ xấu, hoặc là nhảy nhóm nợ thì ngành ngân hàng cũng đạt chỉ tiêu về nợ xấu. Chứ không ảnh nhảy là anh ngân hàng cũng bị vi phạm về nợ xấu. Mình nhắc lại đây chỉ là kỹ thuật thôi, chứ còn thực chất ra là doanh nghiệp có khi cũng đã trở thành nợ xấu rồi đấy. Nhưng mà mình cho phép thôi, Safa đó, cho anh gia hạn thêm một năm nữa rồi từ tôi tính tiếp, kiểu như vậy đó. Cũng giống như người bệnh các bạn này, anh đau lo lắng lo sốn quá thôi, trước hết thôi tiêm cho anh mũi thuốc giảm đau đã, cho anh qua cái đoạn đó đã, rồi tiếp đó là sẽ xem xét coi có thuốc gì hay hỗ trợ và chữa bệnh tiếp cho anh. Vậy bất động sản sẽ đi về đâu? Trước hết doanh nghiệp bất động sản sẽ đã áp lực khá là nhiều đó các bạn, để họ có thời gian và sức lực để giải quyết câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp. Đây là một trong những nút thắt rất là quan trọng
đã được giải tỏa được phần nào. Nhưng bất động sản không thể bùng lên ngay được. Tại vì đây chỉ là câu chuyện giải quyết gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ thôi. Còn thị trường bất động sản có phục hồi được hay là không, yếu tố dòng tiền là cực kỳ quan trọng. Dòng tiền thì liên quan đến lãi suất cho vay, tiền rẻ hay là đắt. Đó. Thời điểm bây giờ chúng ta thấy tiền đâu có rẻ đâu. Đi vay trả bèo gì thì bèo cũng còn trên 10%, chứ chưa dưới 10% được. Rồi điều kiện cho vay dễ hay là khó thì bây giờ vẫn đang siết chặt mà, đâu có cho vay được đâu. Rồi có room tín dụng cho vay bất động sản cũng đâu có thả lỏng được. Có room bây giờ vẫn đang bị hạn chế. Tất cả các nguồn lực đang ưu tiên cho các ngành sản xuất kinh doanh hay là cho vay tiêu dùng vậy đó. Chứ còn lĩnh vực bất động sản dường như đang bị hạn chế. Rồi còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế phục hồi tăng trưởng. Khi nào kinh tế tăng trưởng nóng, tăng trưởng một cách mạnh mẽ, lúc đó người dân doanh nghiệp có tích lũy, có tiền, người ta chi tiêu thoải mái, lúc đó tiền mới chảy vào bất động sản. Tiền vào thì mới đẩy bất động sản lên, còn không thì thôi. Những yếu tố đó hiện nay thì mình chưa thấy. Chúng ta thấy là hiện bây giờ là kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đó, người dân, công nhân đang thất nghiệp. Đó. Tất cả mọi thứ là đang cố gắng gỡ từng bước. Doanh nghiệp cũng đang cố gắng làm sao mà có được việc làm cho người lao động đầu quý ra. Có thể nói rằng với hàng loạt chính sách được ban hành á, cho chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh là thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, nhưng mà những khó khăn đó đang được tháo gỡ dần dần. Vậy bất động sản có còn giảm sao nữa hay là không? Theo mình đánh giá, nếu trường hợp mà nó xấu nhất á, thì nó giảm một xíu nữa thôi. Tại vì những cái giai đoạn khó khăn nhất cũng đã phản ánh vào cái giá, đó là thị trường bất động sản trầm lắng, đóng băng, mất thanh khoản. Nhiều phân khúc giá đã giảm 20-30%, thì xem như là nó đã chí khá hay rồi. Thị trường từ nay có thể đi ngang, thêm một thời gian cũng tương đối nữa. Hiện nay thị trường bất động sản còn hai cái nút thắt, theo mình cũng rất là quan trọng. Mà trong thời gian sắp đến, nếu thôi gỡ được, thì mọi thứ dần dần nó sẽ ổn, thị trường nó sẽ dần dần hồi phục. Đó là nút thắt về trái phiếu doanh nghiệp. Đỉnh đáo hạn là rơi vào năm nay và năm 2024. Thứ hai là câu chuyện pháp lý dự án. Câu chuyện pháp lý dự án trong thời gian sắp đến mà được tháo gỡ. Những dự án được tháo gỡ, được cấp sổ, được cấp phép xây dựng, thì doanh nghiệp được phép xây dựng hoặc là được chuyển nhượng dự án thì sẽ có tiền. Có tiền thì doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại, rồi mọi thứ nó vào cái guồng máy. Dòng tiền chạy thì lúc đó mọi thứ ổn định và nó sẽ khôi phục dần dần. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.